kiến thức, cái tri thức là quan trọng. Chính nó là ánh sáng dẫn đường, cái sức mạnh này này. Nên qua nói không ai lấy hết, có thể lấy hết tài sản. Người Do Thái nó có nói câu, có thể lấy hết đi mọi thứ, nhưng nó không ai lấy được cái kiến thức trong đầu, trong tim của mình, ánh sáng trong tim như kiến thức này. Không ai lấy được cái đó. Là cái đó nó là cái thứ mà dân tộc này đang thiếu. Một dân tộc mà một năm chưa đọc đến một quyển sách một đầu người thì không thể nào chấp nhận được. Không thể. Nên nó cứ yếu hèn hoặc tất cả chỉ là thử thách. Phải coi là những cái gì mình đang gặp đó, thất bại cũng chỉ là thử thách tạm thời thôi. Để nó rèn cái bản lĩnh của mình. Cái người khôn á, coi thử thách là một tài sản. Còn người ngu á, coi cái thử thách là cái nỗi sợ hãi. Cái một dân tộc bạc nhược đó không bạn. Theo anh là cái mà cái các cái bạn giới trẻ hiện nay á thì nó đang xa lầy vào những cái người ta thường là không có ý tưởng lập nghiệp nhiều mà xa lầy vào những cái cuộc sống hàng ngày nhiều hơn, thì anh có cái nhắn nhủ gì tới những cái người nó trẻ không? Nó phải có cái chí hướng, tại vì tài sản lớn nhất của một cái con người chính là cái chí hướng. Quốc gia nó cũng vậy, quốc gia cái chí hướng lớn là cái ước mơ lớn, là nó gần như nó có nửa thành công, còn lại trên đường đi nó mà nhiều chứ. Cái chí hướng là quan trọng nghe, cái ước mơ nó quan trọng. Theo anh thì một con người mà muốn thành công thì điều gì là quan trọng nhất? Cái chí hướng nó quan trọng. Chính đó là thôi thúc nó đi kiếm tìm những cái thứ, chuyên kiến thức, kiếm đồ, tất cả mọi thứ để nó đạt được cái điều đó. Như qua ngày xưa qua chỉ có điều đó thôi, nhưng gia đình qua không có gì cả, rất nghèo nghe. Và cũng không có gì trái ngày một trái ngày qua, tất cả mọi thứ mà. Nhưng chính cái đó nó thôi thúc nó dẫn mình đi. Đang giống như đang làm báo làm sao là đầu tiên sau này đó mình sẽ là quản trị hết tất cả mọi thứ. Mình phải đặt ra những cái thứ như vậy, hoặc là xa hơn. Mà nếu vậy thì mình cần những cái loại gì? Hiện nay mình cần những cái bước đi gì? Mình vẽ một cái sơ đồ cho mình đi. Mình vẽ cái bản đồ tư duy, mình nhìn qua trong đó. Hiện nay mình muốn, ví dụ mình đạt mục tiêu là thôi trưởng ban tôn giáo, tuyên giáo đi. Bây giờ cần cái gì đây? Đạt được cái gì thì vẽ ra đi ha. Về mặt này mặt kia mình cần trang bị đủ thứ. Kể cả mà đắc nhân tâm, quan hệ, quan đồ gì đó, phải không? Ngoại giao hay đâu. Theo anh thì sách nó có tầm quan trọng như thế nào? Không, nó quan trọng lắm. Cái kiến thức, cái tri thức là quan trọng. Chính nó là ánh sáng dẫn đường, cái sức mạnh này này. Nên qua nói không ai lấy hết, có thể lấy hết tài sản. Người Do Thái nó có nói câu, có thể lấy hết đi mọi thứ, nhưng nó không ai lấy được cái kiến thức trong đầu, trong tim của mình, cái ánh sáng trong tim như kiến thức này. Không ai lấy được. Cái đó nó là cái thứ mà dân tộc này đang thiếu. Một dân tộc mà một năm chưa đọc đến một quyển sách một đầu người thì không thể nào chấp nhận được. Không thể. Nên nó cứ yếu hèn hoài. Còn những cái gì mà mình đọc trên mạng đây là những cái thông tin hời hợt nghe. Nó là phần ngọn, nó bao giờ phải là cái nền tảng của một con người hoặc là một cái nền tảng của một xã hội muốn lên ở một cái bờ tầng khác. Hãy là một dân tộc minh triết nghe, một dân tộc triết gia. Rồi tới một cái dân tộc chuyên gia, rồi tới một cái dân tộc chiến binh, dân tộc nghệ sĩ, dân tộc bác sĩ á. Nó mới trở thành một cái thứ mà có thể là mình trở thành một cái nhân tố mà đóng góp, ảnh hưởng nhân loại. Còn bây giờ này mình ở cái tầng quá thấp, tầng thấp lắm. Nên cái hành trình của qua đi nó cái ý nghĩa lớn hơn nhiều là cái mà hiện nay mà đang nói trên trên. Qua đây chuẩn bị cho mấy em đó hết, chứ không phải là 5 quyển sách, 100 cái đầu sách đó để làm cái nền tảng căn bản. Từ triết học, huyền học cho đến các mọi loại khoa học, mỹ học cho đến nghệ thuật học, đủ loại y võ rồi, tất cả nó phải đủ như vậy. Tâm lý rồi mình phải hiểu thì mình mới bắt đầu mình hiểu nhiều thứ hơn về khoa học vũ trụ vũ đồ. Còn nếu không có những cái loại kiến thức đó, mình nói về vũ trụ vũ đồ nó xa lắm, không ai hiểu được nó là cái gì hết. Không có cái đồ với. Vậy là đối với anh, một con người thì phải đặt cái chí hàng đầu, và một dân tộc thì phải đặt tri thức tới hàng đầu. Không, dân tộc cũng vậy. Nên cái sức mạnh của một quốc gia, khi qua nói đầu tiên là gì? Phải đo được cái độ lớn của chí hướng của nó. Đó là thành tố quan trọng nha. Còn một con người cũng giống quốc gia vậy thôi nha. Thứ hai đó là gì? Cái sự minh triết của nó. Quốc gia nó có minh triết hay không? Tức là nó phải có ánh sáng. Thứ ba nữa là cái sự toàn kết, toàn diện của nó có hay không? Ba cái này mới là mạnh, chứ không phải là diện tích, không phải là quy mô dân số, không phải tài nguyên, không phải gì hết. Lịch sử của nhân loại nó đã chứng minh hết tất cả mọi thứ. Trong quyển này nó nêu đi ha,
đọc cái này để hiểu được cái diễn trình lịch sử của nhân loại đó mà mình đóng vai nó cái gì đó. Còn nếu không, mình không nắm được đâu là sức mạnh thực sự để mình hoạch định, thì gần như những nhà hoạch định sẽ đi về phần bỏ hết, cái việc phần bỏ, phần phái sinh hết, phái sinh xa chứ không phải là phái sinh gần kề cái ngọn nguồn gốc. Thế thì làm sao có sức mạnh được? Một con người nó cũng vậy, một con người ngoài chí hướng, độ minh triết, cái sự cái học của nó, cái biết của nó, cái xúc cảm của nó, hả? Và cái vốn xã hội của nó, tính là cái kết nối của nó và cái huy động của nó, hả? Hiện nay cái mạng kết nối được bao nhiêu rồi, lên tới trung ương rồi bao nhiêu, rồi xuống dưới, rồi ngang qua đồng nghiệp, rồi đó là tài sản đó nghe. Toàn cầu gần như không nghĩ, không có nghĩ, không dám nghĩ, bởi mình thấy mình bé nhỏ so với thế giới. Cái học cái này, cái nền giáo dục này không nuôi dưỡng được cái chí hướng đó, thì phải lập trình cái điều này, chuẩn bị cái tâm thức, cái tâm thức mà để cho nó là nó trở thành thống lĩnh, chính là cái học của nó. Thì các em nó hiện như học nhà trường thì nó học phần ngọn không, chứ không phải là phần cái phần nền móng của nó. Muốn đó nó phải có những cái kiến thức nền tảng, phải chuẩn bị cho nó, và chuẩn bị thống ngữ cho nó, sách lược cho nó, chuẩn bị mô hình cho nó, và chuẩn bị phẩm tính, phẩm hạnh và cái năng lực thực thi toàn cầu cho nó. Đây là giai đoạn phải chuẩn bị cho cái phẩm tính, phẩm hạnh với cái năng lực thực thi toàn cầu cho tổ chức. Giai đoạn thứ năm là qua đây chuẩn bị cho 4 cái, thì qua đây chuẩn bị cho tổ chức hết rồi nhé. Anh có thể nói tác động của năng lượng tiêu cực và năng lượng tích cực đến với mỗi con người vậy? Không, cuộc đời mình nghĩ sao mình sẽ thành như vậy. Cái đó là luật hấp dẫn của tạo hóa nghe. Thấy hiểu về luật hấp dẫn và luật cấm đó. Nếu mình nghĩ tích cực thì đời mình sẽ trở thành tích cực. Mình nghĩ tiêu cực thì đời mình tiêu cực. Tại sao không nghĩ tích cực mà nghĩ lớn? Cái đó nó sẽ gây áp lực lúc điểm xuất phát. Tại vì khi mình nghĩ lớn mà mình thấy cái hoàn cảnh, những cái điều kiện thực hiện mình thấp, nó áp lực kia đó, nó phải chịu cái đó mình mới trưởng thành. Vậy là những cái khó khăn mà mình đang vượt qua, nếu mà mình vượt qua một thái độ khác thì nó sẽ có những kết quả khác nữa. Đấy, nên trong khi để lọc hết ra, tất cả chỉ là thử thách. Phải coi là những cái gì mình đang gặp thất bại cũng chỉ là thử thách tạm thời thôi, để nó rèn cái bản lĩnh của mình. Cái người khôn á, coi thử thách là một tài sản, còn người ngu á, coi cái thử thách là cái nỗi sợ hãi. Thì một dân tộc bạc nhược đó, không phải những cái áp lực lớn đối với dân tộc mà minh triết nó coi đó là tài sản để nó tiến lên. Còn những cái người mà yếu đuối đó, dân tộc yếu đuối, thì coi cái thách thức áp lực đó nó trở thành một tai nạn thảm họa. Chọn lựa thì thôi, cái thái độ mà cái đó là đẳng cấp dân tộc nghe. Cái đó đẳng cấp. Như vậy là những cái mà đang diễn ra đây cũng là một cái khó khăn đối với anh, đúng không ạ? Thì anh nghĩ là mình sẽ vượt qua. Qua chỉ đau lòng thì qua nói rồi, qua chỉ đau lòng thì đáng lẽ người thân phải hiểu qua nhiều hơn. Chứ còn thực sự mà nói, những cái thử thách qua là không tả bằng lời được, một ngày nào đó sẽ biết nghe. Chứ còn những cái khủng khiếp lắm. Để trước khi cái gì qua cũng biết hết. Phải cho qua cái gì cũng biết. Tạo hóa cho qua cái gì cũng biết. Hãy nhớ một điều như vậy. Theo em biết thì trong cái quá trình thiền định á, thì anh có nhiều cái chuyện xảy ra với anh rất là lớn đối với một đời, nhưng mà anh lại không có bỏ qua quá trình thiền định, anh tiếp tục thiền. Thì cái đó là anh có thể nói về lý do đó không? Tại sao không ạ? Hãy hiểu về bản thể vũ trụ. Hãy nhìn những tất cả mọi thứ này. Bây giờ phải đặt câu hỏi này. Hồi xưa qua không bao giờ có đặt. Từ sao cái mặt trăng này, mặt trời này, trái đất này, sự sống này ai tạo ra? Không có một sự ngẫu nhiên nào mà tạo ra một cách tuyệt vời. Kể cả loài người, cái cấu tạo của loài người, nó phải có một cái đấng hóa công và tạo hóa tạo ra. Khi mình chưa biết cái đó, giống như mình tưởng đâu, ánh sáng tự nhiên, tại sao nó mặt trời bên đêm nó mà là màu đồ tối như vậy, trời như vậy, ha không nè. Ánh sáng, ánh đồ nó tự nhiên không biết, mình không tưởng mình hiểu. Phải đặt câu hỏi đó đi. Ngày xưa, cách đây mấy năm qua, không bao giờ đặt câu hỏi. Đặt đi nghe. Hôm nay sức khỏe tốt rồi. Sức khỏe tốt hơn nhiều chứ? Qua nói một điều, qua không có bệnh nào mà vào được qua hết. Dạ. Qua khác người, các người anh em ở chỗ đó. Thì sau này hiểu ha, cứ thiện lành đi, thiện tâm đi. Rồi sau đó là qua chỉ nhiều chuyện lắm, qua được dạy nhiều chuyện lắm. Nó ngoài cái hiểu biết của các người anh em nhiều lắm. Nó là học tuyệt đối. Nghe, thời gian nữa. Dạ. 20 năm qua thì Trung Minh đã làm được gì và những gì mà ông còn mong muốn làm thêm? Như là như mọi lý luận, cũng ngành cà phê quốc gia cho đến tất cả mọi thứ, lý luận là Trung Nguyên đủ cho quốc gia luôn, cho ai, cho tập đoàn đó, để phát triển luôn cái cà phê liên quan cái hệ sinh thái. Nếu nói về cà phê phải chia làm ba hệ sinh thái nó mới đủ.
hệ sinh thái thứ nhất là hệ sinh thái cả về vật chất. Cái này gần như là chưa ai vẽ được, hôm nào qua gửi cho cái hệ sinh thái đó. Cái hệ sinh thái thứ hai là cái hệ sinh thái cả về tinh thần. À, phải biết cái hệ sinh thái. Hệ sinh thái, cái cột trụ thứ ba của nó là hệ sinh thái về mặt xã hội. Cộng đồng cà phê toàn cầu này. Việt Nam phải có cái mộng nó mới được. À, cái mộng nó như vậy. Về mặt lý luận thì gần như qua đã chuẩn bị hết. Rồi còn lại thực hành thì phải đào tạo rất là nhiều. Bởi vì cái khoảng cách đó này, giáo sư nha. Qua nói là để khởi động mà cái cà phê triết đạo đó thôi. Mà giáo sư Tôn Thất Kiên Tiêm á, có biết giáo sư này không? Về đọc cái sách đi, nếu viết về thương hiệu trên trái đất này, và nói trên trái đất này thì Tôn Thất Nguyễn Thêm chứ không phải Philip Kotler hoặc là nói Michael Porter hay là những cái gì Simon Hancock của Anh hay gì đó, không phải những người đó, yeah. Không phải phương Tây. Coi lại những cái tác phẩm đó. Nhưng mà khi qua đặt vấn đề như vậy nghe, phải suy tư tới 6 tháng mới dám nhận mà nói chuyện. Nhưng mà theo anh á, thì cái việc mà lý thuyết và thực hành thì nó khác nhau như vậy, thì anh có sự lo lắng nào không? Không thì phải đào tạo chứ. Phải đào tạo giống như bây giờ người anh em hồi giờ đâu có biết cái đó. Nhưng khi mình tiếp cận cái đó, cái mình thấy ở một cái tầng nó khác liền, mình nhìn nó khác. Sau đó mình phổ cập cho chính mình ha, mình hoàn thiện cho mình. Rồi sau đó mình công cụ nghe nè. Chuyện đi đó coi là nhiệm vụ chung của quốc gia, của dân tộc, của ngành cà phê chứ đâu phải là của Trung Nguyên. Dạ, thì em có tham quan những cái quán cà phê của anh rồi thì em thấy là nó chủ đạo là màu đen, thì tại sao anh chọn là màu đen vậy? Không phải, nó là đen trắng với vàng. Đen trắng vàng, dạ. Đen trắng. Tại sao anh lại chọn màu? Vận hành của vũ trụ là vận hành âm dương nha. Vận hành âm dương cũng giống như hiện nay có thế gian đấu tranh hai cái này là đen sáng, ánh sáng ban ngày và buổi tối là ban đêm, phải không? Rồi kể cả loại đầu chiếu vào cái xã hội loại người là thiện với ác, xấu với tốt, phải không? Sau là hiện hữu đây người anh em, các người anh em phải tìm được cái điểm giao của nó, cũng giống cái điện tích âm, điện tích dương này hòa hợp với ra cái ánh sáng vật lý này. À, theo anh thì sắp tới là Trung Nguyên nó phát triển theo phân khúc nào, thì em thấy hình như là có vẻ như đang là cao cấp hơn. Cái nếu này thì nó nên phổ cập từ thấp đến cao nghe. Cái hệ sinh thái của nó thì nên như vậy. Còn lại cái năng lực thực thi của đội ngũ nữa, nó còn là cái năng lực đó, nó phải được đào tạo, đội ngũ phải được đào tạo mới thực thi nổi cái sách này. Cái này là còn khoảng cách đây nè, Trung Nguyên là còn khoảng cách giữa cái lý luận với nói với cái thực hành, tại vì những người thực hành nó phải có cái năng lực toàn cầu. Hôm nay sức khỏe tốt không anh? Sức khỏe tốt hơn nhiều chưa? Qua nói một điều, qua không có bệnh nào mà vào được qua hết. Dạ. Qua khác người, khác người anh em ở trên đó. Thì sau này anh hiểu ha, cứ thiện lành đi, thiện tâm đi. Rồi sau đó là qua chỉ nhiều chuyện lắm, qua được dạy nhiều chuyện lắm. Nó ngoài cái hiểu biết của các người anh em nhiều lắm. Nó là khoa học tuyệt đối. Nghe. Dạ. À, khoa học tuyệt đối. Giống như qua nói về khoa học này, nếu trên thế gian nếu nói về khoa học thì các cậu ở thế gian chia làm hai loại, gọi là khoa học tự nhiên và khoa học xã hội. Thì thôi bây giờ khoa học tự nhiên, cái gì gọi là khoa học tự nhiên? Bản chất của khoa học tự nhiên chính là khoa học vật lý. Còn loại là toán học hay là sinh học hay là hóa học chỉ là lượng hóa hay là mô tả những cái diễn trình của cái vật lý của ta mà thôi. Nghe, ở vật lý thì cái chữ tiến hóa của vật lý mình có hiểu không? À, từ cơ học, nhiệt học cho đến điện học, cho đến bây giờ tới quang học. Mà quang học, bản chất của quang học là gì? Các cậu đâu có biết. Phải hiểu tới cái vật lý lượng tử, nguyên tử, hạ nguyên tử với lượng tử. Mình hiểu đi, lượng tử. Nếu không hiểu được cái đó thì đừng có nói rằng cái gọi là một cái cường quốc về công nghệ 4.0, 5.0 gì đó. Chỉ là đi du nhập những cái công nghệ của người khác đưa nó lại. Thì cũng phải thôi, bao giờ là chuyện này không đủ. Nghe, phải hiểu như vậy. Dạ, cho em hỏi cái là theo anh là cái việc mà phát triển ngành cà phê thì nó tác động như thế nào đến nền kinh tế của quốc gia? Tùy nó, cái hệ cái gia tăng của nó. Như nói nếu giả sử như hiện nay như thế nào, xuất cảng là đứng đầu cà phê Robusta thế giới, nhưng giá trị của nó chưa tới 2 tỷ đô la. 2 tỷ đô la nó chiếm bao nhiêu phần trăm trong cái nền cà phê toàn cầu? Rất thấp. Và cái đó không có ai cho phép. Nếu những người ở hoạch định vĩ mô không bao giờ người ta đồng ý, cái đem thật là nhiều lên, phải không? Giá trị gia tăng nó nhiều hơn.
Thì bây giờ nếu ta lên là muốn không muốn 100 tỷ nó cũng được, nó phải hoạch được trên 100 tỷ. Lấy ở đâu, lấy như thế nào và làm gì để có thể lấy đạt được.